Well, nói chung là cái intro nó không làm cho tôi có thì một tí cảm xúc nào. Có vẻ như là tôi vừa mới ngủ dậy hay gì đó, nhưng mà well, đến giờ ngon rồi. Nói chung là hai cái banana nào cũng ngon cả. Trừ cái thằng mà bản năng vô cực đứng tuốt ngoài sau ra thì mọi thứ đều ổn không nha. Để tôi coi banana nó có gì. Đây thì nó cục đấy nó ha, thì Vito này thật ra thằng này nó chỉ mạnh khi nó là Vito thôi, và một điều nữa đó chính là nhạc của thằng đó hay quá chưởng. Hết mấy khác tôi có hết rồi, tiếp theo là tới khứa này, nhìn là biết rồi, Gohan thì có Gohan thôi, ok chưa, cái fucking Go. Nói chung là khi mà mấy ông gặp Gohan đấy, mấy hàng kia bình đẳng hết, chúng sinh bình đẳng. Wow, animation mới à, ok. Mấy anh đầu tư hẳn một cái animation đặc biệt luôn mà. Chứ đâu như cái phần kia đâu, phần kia thì nó là Gogeta cái kiểu thì chỉ thêm thằng Gogeta thôi. Thằng này thì có thằng khứa của anh ba theo. Có vẻ như là cái animation summon meme mà tôi thấy nó thật sự chứ hành sự thật rồi. Cho tôi nhìn giống như bị sắp. Tại sao có mấy thằng bay không liên quan? Mấy nãy có bay, có Piccolo bay heo còn xịt. Bây giờ thấy mấy thằng bi gớt cái kiểu bay heo thì ăn cám à. Chúa tể Red Red đéo hiểu, hai lần liên tiếp lọt hết, khá quá, 50%. Rồi xong ăn cám rồi, quẳng lại câu nói cũ nha, 50%. Genshin thì bao nhiêu phần trăm? Nói chung là cái tỷ lệ của đó cạnh với cái tỷ lệ của cái Genshin thì Stygian nó rất là ảo luôn ấy. Thầy 50% mà auto tôi lệch, thở ra là lệch, trong khi bên kia thì 10-20 go thì ra. Ô có quýt này, nhưng mà quýt liên quan đéo gì, quýt không có bi gết thì đâu có gì hết đúng không? Đúng là liên quan đéo gì thật, 50% lệch 4 lần, 200%. Rồi thôi qua đây, vàng Future Gohan hộ cái đéo hiểu. Quay tất tập phát, tại sao quay ta để bay chung với thằng Goten liên quan rồi, nếu mà không liên quan thì hiểu rồi đó. Game ghé rồi, game cho chó chơi. What the fuck, what the fuck là ba con 150%, đùa mày, đùa bố. Oh no, oh no, chúng ta có nên rửa tay. Ôi ôi ôi, wait, what the fuck, ayo, what the fuck, đem có rồi, tưởng như nào có đúng một thằng bị cục thôi cũng đéo cho rồi, đâu cần thằng Gamma đâu, Gamma có không kể nó, quan trọng là cái thằng bị cục kìa, thằng đó meta, thằng đó dẫn đầu meta luôn, còn gọi nôm na là leader đấy. Ôi không, và lại bên kia còn tiếp, ở đó còn một đằng free kìa. Cái future đang cực kỳ gay gắt, xong rồi tự nhiên có thằng ắc ơn nó lít 200%, thế là bọn nó lôi hết những gì có thể của future ra, hai cái Gotenks sạch mạnh với cái chữ với hai thằng Frostor mạnh với cái chữ nha, và thế là bùng nguyên một cái team này là Super Saiyan, hình như cũng là vậy á. Super Saiyan lúc đầu thì cũng là lít hình như có 170 phải, đến từ thằng Kugot
Sau đó có một đống hàng dồn đam từ đó, từ dưới đất trồi lên. Ví dụ đơn giản nhất là cái hàng leader của Super Saiyan với cái hàng Broly ấy. Tự nhiên mấy hàng Arthur đâu trồi lên. Thế là bọn nó chả xem boss ra là cái hay hấm gì kìa. Đủ quyền boss tầm tại chưa tới một tên. What the fuck, it's over Frieza. Đêm hay là gì đây? Không phải hành kêu Dragon Ball này được nha. Why? Game nó biết mình cần gì nữa mà. Ok. Game thật sự biết tôi cần gì. Aru, water, nước loli, à, nước của loli. Ok luôn, được của nó. Vậy là chúng ta đã xong được 1/2 mục tiêu của cái banner Gohan rồi. Còn lại thằng Gohan thôi. The fuck, Gohan, ra cho ta. Đéo là 50% mà mày chống chui chống nhủi. Hình như chả có đứa nào đi cặp với nhau kìa. Ôm loli. Tôi sắp trở thành thằng loli con rồi mấy bạn. Đạp đéo phải Gohan này. Ok ok được. Trúng hai cái thì được. Không lạc là được. Ok chưa. Cũng hên anh em nhỉ. Tự nhiên tôi bị nhạy cảm với nước loli và ôm loli quá. Tôi sắp trở thành loli con rồi. À cái này quen thôi. Mới nãy vậy. Hình như là không có hai thằng Gamma thì chúng ta sẽ ra được đồ ngon hơn á. Cái hai thằng Ác Ơ này là lọt rồi. Nghi lắm, nãy giờ hai này hiện hồn mấy lần. Hai con lợn này thích lọt không? Nó còn cho cái phiếu gì á. Coi này đúng không? Từ từ. Coi nó cho cái phiếu gì với cái coi gì đó. Coi có đổi được con gì hot không? Phiếu thì kéo đéo được. Kéo được không? À coi thì tôi đổi thằng con rút Yamatsu rồi. Cũng mấy con cùi cùi thôi mấy không. Gohan. Ok cái con Carnival kia có ổn á. Giờ này thì chúng ta gon thì được đúng thằng Gohan, trong khi đây thì chúng ta có thể được thêm thằng Gohan và Gamma 1-2 và đại Cubert nữa và đại Bulma nữa. Banner này tôi gon tiếp đi. Thấy banner này ngon ăn á. Ui đâm vui vậy. The fuck. Nhưng mà tại sao lại có con Android 18 của phần GT không phải phần GT với phần Super tóc như nhau. À rồi bọn nó vẫn tóc ngắn mà. Chắc là tại ngắn hơn. Nhưng mà lạc rồi. Hồi nào ăn ba tô cơm cái đi. Piccolo LGBT. Let's fucking go. I'm gay. Đâu ấy. Rồi có gì không? Gót chiếc. Aru. Được. Đơn giản là một meta unit thôi. Chỉ đơn giản đây là một meta thôi. Ngon, đứng đầu meta. Gohan, đây phải Goten với Trunks. Đúng rồi, không có thằng Gamma 1-2 là tốt á. Không có hai đó không bao giờ đâu. Nước loli. Nước loli.
Lolly water. Ok. Mấy em biết, mấy em hiểu tại sao tôi lại thích nước Lolly chưa? Tôi sắp trở thành Lolly con rồi. Cứu. À, không, không cứu được rồi. Ông nào mà có em gái hay là con gái nào đi gần xóm tôi thì kêu nó tránh tránh tôi cho ra nha. Tôi gặp mà nó đưa nước cho tôi là tôi ra tôi hút đấy. Có tính là pha đài xanh không? LGBT. Thằng Goku rồi thôi bỏ đi. Gamma 1 2 ra là cúp rồi. Thằng Goku thì LGBT có thể là như đặt cầu nhưng mà thằng thằng Gohan thì LGBT tôi thấy nó hơi bị được. Gamma 1 2 ra thì chỉ có cúp thôi. Hai đó đúng kiểu ám hả? Đù. Vợ chồng ở đây tự nhiên thấy mặt thằng Gamma 1 này nhìn đẹp trai thế đẹp. Ủa vậy thôi hả, chỉ cần có vợ chồng là sẽ được con mới nhất luôn, không cần animation gì khác luôn. Mạnh vậy. Adu, what the fuck, too strong, quá mạnh. 1 2 3 cũng hường thôi, phải không, cũng hường thôi. Ôi rồi, thằng chim cu với Bulma cãi nó nhé. Bulma thì ít tem biết được nó lắm, ví dụ như là Super Saiyan này, Future này, phản diện này, nói chung là nó có vài tem như là bao hộp quýt các kiểu thì biết được nó thôi. Còn cu bớt thì thôi cho nó vô chuồng gà đi, tôi đấy cu cai chơi cũng được không sao cả. Bye, video này đến kết thúc, nhớ là subscribe.